100 triệu iPhone 12 vào năm tới, báo cáo của DigiTimes cho biết, táo khuyết được cho là đang bàn với các đối tác trong chuỗi cung ứng của mình về doanh số trên 100 triệu iPhone 12 vào năm tới, năm 2019. Với sự ra mắt loạt iPhone 11, Apple dự kiến sẽ bán được 80 triệu chiếc iPhone, bước nhảy vọt lên doanh số 100 triệu iPhone vào năm sau là một mức tăng đáng kể. Nhu cầu của khách hàng sẽ tăng cao do sự phát triển của mạng 5G. Ngoài ra, tin đồn cũng cho rằng iPhone 12 sẽ được táo khuyết nâng cấp đáng kể so với các năm trước. Số liệu DigiTimes đưa ra dựa trên dự báo mà Apple đã cung cấp cho các đối tác trong chuỗi cung ứng của hãng để chuẩn bị cho việc tăng năng lực sản xuất thiết bị vào năm tới. Tuy vậy, mức tăng doanh số iPhone lên 25% vào năm sau dường như là một tham vọng quá lớn. Việc kinh doanh iPhone đã tăng trưởng ở mức tăng khoảng âm 5%, đến 5%. Trong vài năm qua, iPhone 12 dự kiến sẽ hỗ trợ mạng 5G, chip của Qualcomm, hệ thống camera cảm biến top 3D phía sau hỗ chức năng tăng cường thực tế ảo và thay đổi thiết kế gợi nhớ iPhone 4. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng sự phổ biến của mạng 5G và cơ sở hạ tầng của nhà mạng sẽ thúc đẩy khách hàng nâng cấp điện thoại của họ. Bên phía Android, một số hãng đã ra mắt các smartphone 5G. Tuy nhiên, các điện thoại hỗ trợ mạng 5G hiện có giá cao và dịch vụ 5G cũng chưa phổ biến khiến nhu cầu của người dùng còn thấp. Một báo cáo phân tích dữ liệu cho thấy, chỉ có khoảng 15 triệu smartphone 5G được xuất xưởng đến cuối năm 2019. Dự kiến, con số này sẽ tăng theo cấp số nhân vào năm sau.